Dạ, con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 6. Dạ, thưa bác, kênh YouTube của Hòa Thượng Thích Chân Tín có ghi tên là Pháp Thoại Khai Tâm. Vậy bốn chữ này có ý nghĩa là gì ạ? Pháp là tiếng nói, thoại là đối thoại, nói chuyện, khai là mở, tâm là tim. Là sao? Có nghĩa là ông dạy cái pháp này rồi ông mở trái tim ra cho người ta coi là ông tu ai. 18 phép thần thông của A-la-hán nó có cái pháp khai tâm. Con nên nhớ rằng có cái ông khai tâm, ông mở cái tim ông cho người ta coi thì ông trụ bằng pháp là tu cái này, tu mở tim cho người ta coi. Thì bây giờ đó thì con vô tự điển con hỏi vậy chứ, khai tâm mở tim là cái gì, giải thích cho tôi nghe. Tự điển nó trả lời liền cho con liền, nghe không? Chứ bác cũng không biết khai tâm này, bác chỉ biết là trong bệnh viện Chợ Rẫy nó có cái pháp khai tâm, mở tim ra sửa, tim nào hư mở ra sửa. Còn không biết chùa Hoằng Pháp mở khai tâm là mở tim nào tôi không biết, thì giờ con hỏi thử coi sao, thấy không? Thì bác con hỏi giải thích bốn chữ này, bác sẽ giải thích cái này thôi. Khai là mở, tâm là cái tim, mở tim coi. Mà trong thập bát la hán nó có cái ông khai tâm kêu bằng khai tâm la hán đó, thấy không? Mở tim ra cho coi. Còn ở ở thành phố Hồ Chí Minh này có cái diện tim đó, ưa mở tim ra sửa lắm. Rồi cô hỏi tiếp đi.